Vân Sơn xin chào bà con ha. Vân Sơn có nhận được câu hỏi của bà con là cách để lựa chọn thiết bị chăm sóc sức khỏe, làm quà biếu, quà tặng như thế nào. Đó, thì hôm nay cụ thể là máy đo huyết áp ha. Nếu mà như mình mua cho mình xài thì rất là dễ, tại vì thứ nhất là mình muốn mua cái máy cỡ bao nhiêu tiền. Đó, và cái thứ hai là mình thích cái máy hình dáng như thế nào và cái công dụng gì thì rất là dễ. Nhưng mà làm quà biếu, quà tặng thì sao? Thì trước tiên á, mình coi cái người mà sử dụng máy đó. Ví dụ giống như là ba mẹ nè, ông bà mình hay là bạn bè, đồng nghiệp, thì cái người sử dụng là khoảng bao nhiêu tuổi, và cái thói quen sử dụng máy là như thế nào. Ví dụ đối với những người trẻ, ví dụ tặng cho đồng nghiệp nè, hoặc là những người làm việc chung với chúng ta mà còn trẻ, thường đi công tác du lịch, thì đối với những người như thế này thì thích chọn những dòng nhỏ gọn như đồng hồ, thì mình sẽ chọn những cái mẫu nhỏ gọn mỏng như thế này nè, phù hợp cho dân văn phòng và đi công tác. Cả nhà thấy không? Và đặc biệt là đối với người trẻ tuổi nha. Còn đối với người lớn tuổi á, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn cái dòng to hơn, thì giá thành nó cũng sẽ không lệch nhau nhiều. Nếu mà về cùng chức năng thì giá nó gần như tương đương. Và đương nhiên là cái dòng đo huyết áp bắp tay á, thì nó sẽ có nhiều dòng cao cấp hơn, tại vì nó có nhiều chức năng dành cho phòng khám nữa. Còn như cái dòng cổ tay này nè, thì nó tầm khoảng 950 ngàn. Cả nhà thấy nó rất là mỏng, còn đẹp ha. Và đặc biệt là cái máy này á, nếu mà mua hàng chính hãng như của Myrolife thì chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm đổi mới, nếu mà lỗi do nhà sản xuất ha, 5 năm đổi mới luôn. Và đương nhiên sau hết hạn bảo hành vẫn được bảo hành sửa chữa. Thì cả nhà thấy nó gọn đẹp không? Mình đeo ở cổ tay như thế này nè, rất là gọn và xách theo dễ dàng, mình bỏ vô trong cái hộp đó. Thì cái này dành cho những người còn trẻ tuổi ha, hoặc là mình đi công tác du lịch mình xách theo nhiều. Còn đối với ông bà mình lớn tuổi và đối với như gia đình á, xài cho gia đình, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình xài như cái máy đo huyết áp bắp tay. Đây thì cái máy đo huyết áp bắp tay nó sẽ có một cái máy như thế này và một cái vòng quấn ha. Và cái điều đặc biệt là những cái máy như thế này thì nó rất là bền đó, nó to ha, rất là bền, và nó sẽ dễ sử dụng hơn là máy cổ tay. Tại vì máy cổ tay á thì mình phải để đúng tư thế, còn máy bắp tay thì mình chỉ cần ngồi thoải mái như thế này thôi đó. Và đặc biệt là đối với người lớn tuổi và sử dụng rất là nhiều cho gia đình, ví dụ một nhà có nhiều người, mình nên xài cái dòng này thì nó sẽ dễ sử dụng hơn nè, bền hơn, và đặc biệt là đo rất là tốt cho người lớn tuổi. Cả nhà mình lại thắc mắc là đối với người lớn tuổi thì máy nó có cồng kềnh quá hay không. Cả nhà thấy nó không có cồng kềnh nữa ha, tại cái vòng quấn đeo trên bắp tay truyền xuống và nó chỉ có 3 nút để sử dụng thôi. Mặc dù máy á, nó có nhiều chức năng, nhưng mà khi chúng ta cài đặt thì không có cần chức năng nhiều, mà chúng ta chỉ bấm nút và đo thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, thì những cái dòng máy rẻ tiền tầm khoảng dưới 1 triệu á ha, thì đo huyết áp và đếm nhịp tim. Còn những dòng mắc tiền hơn tầm khoảng trên 1 triệu thì mình sẽ có chức năng là bộ nhớ nè, hoặc là có chức năng đo trung bình, đo liên tục 2 lần và kiểm tra tim đập không đều. Đó, còn như cái dòng máy này thì từ 1.400.000 á thì mình sẽ có luôn một cái adapter, cái cục biến điện là ngoài xài pin ha. Ngoài xài pin thì mình sẽ còn có thể cắm vô điện xài, đặc biệt là đối với ông bà mình mà tiết kiệm á, mình không xài pin hoặc là mình ở dưới quê khó tìm được pin tốt, thì mình cũng có thể chọn những dòng như cỡ 1.4 triệu là cũng khá là đầy đủ chức năng rồi. Còn đương nhiên nếu mà có điều kiện cao hơn một xíu á, mình có thể mua cái dòng cao cấp hơn tầm khoảng 2.1-2.150 triệu là có luôn cả chức năng kiểm tra báo cảnh báo đột quỵ sớm luôn ha, AFIB của hãng Myrolife. Đó, thì đó là cách để cả nhà mình chọn lựa. Với lại bà con mình hỏi là nếu mà giống như đối với người lớn tuổi thì máy quá nhiều chức năng có bị rối không? Không đâu cả nhà ha. Mình thấy nè, cái máy này nó chỉ có 3 chức năng, 3 nút nè, đo và tắt. Bộ nhớ là bên đây, và bên đây là kiểm tra đo trung bình, 2 lần đo liên tục. Và bên cạnh đó còn có chức năng kiểm tra đột quỵ. Thì nếu mà như chúng ta có nguy cơ bị đột quỵ rung tâm nhĩ nè, hoặc là tim đập không đều, loạn nhịp, thì khi đo nó sẽ báo ở trên cái máy này. Còn bình thường thì chúng ta cũng không quan tâm, mình không có cần cài đặt gì hết ha. Mình chỉ trước khi đo cài đặt ngày giờ một lần là xong. Đó là cách chọn lựa cùng cả nhà mình.
Ví dụ thay vì mình tặng một cái món quà gì đó, một bữa ăn trị giá 1 triệu đến 2 triệu thì sau khi bữa ăn là hết rồi cả nhà ha, hoặc là một món quà xa xỉ gì đó. Nhưng mà một cái máy đo huyết áp nè, nếu mà hàng chính hãng thì bảo hành được 5 năm, mà nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì đã được đổi mới luôn và hết bảo hành thì mình vẫn được sửa chữa, hỗ trợ và kiểm định chất lượng luôn ha. Đó, nên cả nhà mình thấy có hai sự chọn lựa nghe. Dành cho người trẻ tuổi, đặc biệt là công chức văn phòng, thì cái loại thời trang gọn nhẹ, công tác, du lịch, xách theo đi làm được, đó, đeo ở cổ tay. Còn nếu mà để tặng ba mẹ ông bà mình thì mình nên đo dòng ở bắp tay để cả nhà có thể xài. À, và mình sẽ xài được cái dòng máy to như thế này thì độ chuẩn xác nó sẽ cao hơn, ít sai lệch hơn. Nếu mà bà con mình hỏi là cái dòng cổ tay bắp tay thì nó như thế nào, có chính xác hay không, nếu mà cùng tư thế đo chuẩn nha thì những cái dòng này đều ra kết quả chính xác. Còn cái cổ tay á, thì nhiều khi lớn tuổi cái mạch mình quá xa, hoặc là mình khi mà lớn tuổi quá ông bà mình không có để ý cái vụ mà để cao để thấp thì sẽ dễ ra bị sai số đó, nên cả nhà mình chú ý để cách chọn lựa nghe. Còn nếu mà cái máy huyết áp bắp tay dòng đơn giản thì nó tầm dưới 1 triệu. À, còn những cái dòng mà đầy đủ chức năng nhiều người xài tầm trung tầm khoảng 1,4 triệu. À, còn cái dòng mà cao cấp tầm 2,1 triệu thì nó có thêm kiểm tra đột quỵ, đơn giản vậy thôi cả nhà ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nghe, có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với Hoàng Sơn theo số điện thoại ở bên dưới tiêu đề, hoặc là xem thêm cách lựa chọn cách sử dụng các thiết bị y tế trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.